Solo mà ẩu thế nhờ. Mình muốn solo phải coi mình bắn được không, không chủ động mà đó bạn, nó chủ động bắn là được. Time to slice and dice. Time to slice and dice. Need. Rồi xin nhận. Need. Rồi. Anh mít nha, nào không có mít tao chơi là tao nhớ tao kích à. Ô. Nghe cái tiếng gì? Như tai nghe nó bị gì á. Không. Ngoài của anh á. Không. Không không. Con này đi hết. Game á thì phải ấy chứ. À vừa mới cầm mình 42 vậy. À, chung trận à. Ồ, nó có cái nón hả ta? Ồ, pha thích bắn trúng cái đầu. First blood. Nó này chạy phía anh á. Ở đâu vậy em? Ừ, cái nhà xe gì ở trong này. Double kill. Người bằng shotgun. Có một đứa công an, có một đứa công an chứ. Nó quẹt nó bên kia. First blood. Ui. Sao tao không có gì đâu. Sao tao có đồ cùi. Lấy cái thuật cơ thôi. Double kill. Ui, tự liên bắn được. Xảy được. Đi đi. Triple kill. Đắt tiền quá.
mua đại ở bên rồi đi. Ê, có đứa mình bên cầu thang bên cái góc khác thì cứu tôi. First blood. Đây đây, mày mày mày. Thanks. Quá quá. Đưa em mấy bạn tiêu liên gì đi. À, có rồi. Ê, nó đang xuống này, đứa. Cô đứa mình mất phải rồi. Triple kill. À, pha đó mình hóa gỗ không ta? Không lút đồ nhờ, ngu ha. Rồi, hóa gỗ không pha đó lút đồ. Muốn quen, quen chơi gỗ không. Ơi pha ra cái hóa ngộ không, cái mình đi lút đồ là em xui rồi. Quê. Giờ này chưa ăn cơm chưa nữa. Ê, có đứa sau kìa. Ô đồ xanh nhanh thế. Ui. First blood. Double kill. Ace. Ace. Nào cũng gặp bé Su nhờ. Su ghê đấy nhờ. Không à. May cái này là bạch kim. Có một đứa ngay chỗ cái tính đang lướt luôn. Chết một. Yếu, kêu, kêu, kêu chắn. First blood. Thank you.
con hay cái nhà gà hay nè. Nào. Nhà gà nè. Đậu ơi, ông đặng cái keo gì vậy? Đi đấy cái lẫn. Double kill. Biết mày giàu rồi em. Tao dục lựu ra để cho tao xài chứ mà tao dục cho mày. Lượm tao làm chi mày anh kia. Ôi keo nè, lếu lều đây. Thanks. Cú cun sách boy ra ngoài đây đứng bắn cover đi. Nó cong xuống rồi, nó cong xuống rồi. Đấy. Triple kill. Boy. Thanks. Ông mày này dục tôi đấy. First blood. Trong nhà này thôi. Double kill. Ui một viên à. Ông chiến anh nói yếu rồi. Chết. Đi bắn rồi đâu. Đó rồi này nè. Đang bơm máu nè em. Rôn. Ê chết cha. Đánh thua em. Có keo tròn không? Cứu. Có keo tròn không? Hai keo. Ôi giời. Rồi đậu gãy à. Hai keo là cứu được mi nha. Không thì bạn solo mà bạn solo. Thôi kệ bạn. Làm xong nhiệm vụ rồi. Bắn hơi. Giống ông hồi nãy ấy, solo cũng được. Bấm cờ được kìa, dựng một keo ngay cái chỗ ấy là chạy lên bắn nó. Khác mình còn keo á, sao mình như còn trái sao á. Double kill. Tụi ba đều em. Rồi ra, ra bắn, ra là bắn cửa sổ, cái cửa sổ dễ bắn hơn. Ông nội nhảy qua nhảy keo đồng gì. Đi qua trái, đi đốt bo chạy cứu, đốt bo chạy bắn, đốt đó chạy bắn á. Trời dùng hắc não em. Ở đây em đốt bo một xíu em bắn nó được. Nó bắn sạch tên chó. Này. Đỉnh. Ôi, sao đó chạy hắc não là bắn nó cũng được. Đốt bo một chút mà nó tưởng em đi hướng trong bo, nó nhìn hướng trong bo thôi. Em đi. Nằm chỗ nè.
Chào được chào được chào, ăn được đâu được chào anh em ạ. Ăn được đâu chào. Nên. Được. Tốt của nó anh em ạ. Nhiều đâu. Ở đó là chắc cũng được luôn rồi. Đó là sắm đi rồi đó, xém đi rồi đó anh em ạ. Đứa liều. À, lại thằng kia nó nhắn tin gì đây? Em vừa bắn gặp anh 42. À, hèn chi. Đúng không? Đúng rồi. À, không thấy tên. Ai?